xương cá đâm xuyên thực quản trôi tự do trong lồng ngực. Các bác sĩ nhận định trường hợp hóc xương cá rô phi này là tai nạn hiếm gặp, tỷ lệ tử vong hơn 90% nếu không được can thiệp kịp thời. Chiều ngày 17 tháng 5, Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa kịp thời phẫu thuật cứu sống người phụ nữ 34 tuổi bị xương cá rô phi xuyên thủng thực quản và thủng động mạch chủ ngực. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân mua cá rô phi về nấu ăn trưa. Khi đang ăn thì cảm thấy khó chịu vùng cổ nên nuốt thêm vài miếng cơm. Sau đó cảm thấy tức ngực, nghĩ do công việc buôn bán mệt mỏi nên chị nằm nghỉ. Chiều cùng ngày cơn đau không giảm nên chị đi khám và được chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng đau tức ngực, nuốt vướng ngày càng nặng nên chị đến phòng khám tư trên địa bàn thành phố khám lại. Qua nội soi thực quản và chụp CT scan, bác sĩ phát hiện một dị vật như xương cá đang cắm lún vào thực quản, tiến tới nằm sát cùng động mạch chủ ngực. Nhận định đây là động mạch lớn, nếu bị dị vật xuyên thủng có thể làm người bệnh tử vong do mất máu cấp. Phòng khám chuyển chị đến Bệnh viện Bình dân để cấp cứu. Tại Bệnh viện Bình dân, chị sốt, lừ đừ, đau tức ngực và mệt nhiều. Các bác sĩ nhận định dị vật đâm xuyên phức tạp nên đã hội chẩn toàn viện với các chuyên khoa, đồng thời phối hợp với các bác sĩ từ Viện Tim TP.HCM để tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu Bệnh viện Bình dân cho biết, trước phẫu thuật, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ dị vật đâm thủng động mạch chủ ngực, gây mất máu cấp lượng lớn dẫn đến tử vong và thực quản thủng, khi các vi khuẩn xâm nhập vào trung thất gây viêm tụ mủ trung thất. Đây là biến chứng nặng nề có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Vì vậy, các bác sĩ cần can thiệp phẫu thuật nhanh chóng để thực hiện đồng thời 3 mục tiêu trong một cuộc phẫu thuật, gồm có khâu lỗ thủng động mạch chủ ngực, khâu lỗ thủng thực quản lấy dị vật ra khỏi cơ thể người bệnh. Các bác sĩ đã mở ngực trái, lần tìm vết thủng để khâu mạch máu động mạch chủ ngực, sau đó tiếp tục thám sát lòng thực quản thấy dị vật đã xuyên thành thực quản ra ngoài lồng ngực rồi đâm thủng động mạch chủ ngực. Đặc biệt, mảnh xương cá không còn ở vị trí như trên phim CT scan chụp trước đó mà trôi tự do trong lồng ngực của bệnh nhân. Việc một dị vật cạnh sắc nhọn rời khỏi thực quản mang theo vi khuẩn đâm thủng động mạch chủ ngực và đang di chuyển tự do trong khu vực trung thất là cực kỳ nguy cơ, vì đây là khu vực chứa hầu hết các cơ quan và mạch máu quan trọng của cơ thể. Người bệnh có thể tử vong vì thủng động mạch chủ gây mất máu hoặc viêm áp xe trung thất do vi khuẩn dịch tiêu hóa thoát vào trung thất, bác sĩ Đức cảnh báo. Sau gần 30 phút tìm kiếm, ekip đã xác định được dị vật và gấp ra ngoài. Chiếc xương cá có chiều dài khoảng 3cm, chỗ rộng nhất khoảng 0,6cm. Sau một tuần phẫu thuật, hiện tại người bệnh đã khỏe mạnh và được xuất viện. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.